Chiều nay ngày 24 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 tỉnh, đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo 138 tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và ban chỉ đạo 138 các huyện thị thành phố trong tỉnh. Năm 2023, bám sát chỉ đạo của trung ương và kế hoạch công tác năm của ban chỉ đạo 138 tỉnh, các sở ngành đoàn thể địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Số vụ vi phạm trật tự xã hội trên địa bàn giảm 7,5% so với năm trước. 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, phân loại và xử lý đúng quy định. Chuyển hóa rõ nét tình hình an ninh trật tự tại 88 địa bàn cấp xã trọng điểm phức tạp. Trong năm, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 1.106 điểm dân cư nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự được xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả như giáo sứ Bình Yên, gia đình văn hóa, camera vì an ninh trật tự, tổ an ninh công nhân, tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương nỗ lực cố gắng của các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh và các ngành các cấp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí đề nghị trong năm 2023, các sở ngành địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, chấn áp tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức thiết về an ninh trật tự, đổi mới nội dung hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với điều kiện thực tế, lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự đồng thời tăng cường lực lượng bám nắm cơ sở kiên quyết không để xảy ra đột xuất bị động bất ngờ